Đời sống xã hội ngày càng phát triển nên nhận thức về vật nuôi trong gia đình đã được nâng tầm cao mới, trở thành những thành viên trong gia đình. Vì thế, nhu cầu chăm sóc y tế thú cưng cũng được tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, trình độ chẩn đoán bệnh và nguồn cung cấp các thiết bị y tế liên quan đến động vật ở Việt Nam hiện nay dành riêng cho thú cưng thì chưa được phổ biến. Nhằm giải quyết vấn đề này, công ty Bionaut đến từ Hàn Quốc đã phối hợp cùng VTD Group tổ chức hội thảo giới thiệu về máy xét nghiệm miễn dịch Huỳnh Quang VCheck V200 với sự quan tâm của hơn 200 bác sĩ đến từ phòng khám của cả nước. VCheck V200 là máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Huỳnh Quang của phức hợp kháng nguyên và kháng thể, được tạo ra bằng cách cho các thành phần dịch cơ thể động vật phản ứng với thuốc thử xét nghiệm. Máy có thể phát hiện nhanh chóng và chính xác các dấu hiệu bệnh lý ở động vật, tầm soát bệnh ở giai đoạn sớm, cung cấp kết quả chính xác trong thời gian ngắn, giúp các bác sĩ thú y đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, tăng khả năng chữa khỏi bệnh cho vật nuôi. Cái máy này thì nó sẽ khá là mới ở thị trường Việt Nam. Và đây là một cái công nghệ xét nghiệm mới để các bác sĩ thú y có thể là tiếp cận và có những cái giải pháp xét nghiệm để mà chẩn đoán cho các thú cưng trong công việc hàng ngày. Lý do mà công ty chúng tôi chọn VTD là nhà phân phối ở thị trường Việt Nam vì lý do đầu tiên là hiện tại VTD đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu và có mạng lưới phân phối không chỉ có ở Hà Nội mà còn có cả ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó làm cho các sản phẩm của Bionaut có thể được phân phối một cách dễ dàng. Lý do thứ hai là vì VTD có một đội ngũ nhân viên vững chắc và đại đa số nhân viên của VTD là những bác sĩ thú y nên có đầy đủ kiến thức về thú y, vì những điều này mà chúng tôi đã chọn VTD. Trước đây thì một số mẫu máu xét nghiệm chúng tôi sẽ gửi bên nhân y. Thời gian xét nghiệm thì nó khá lâu và kết quả có thể tương đối chính xác. Máy thì được đặt tại bệnh viện, vì vậy là thời gian xét nghiệm rất là nhanh, kết quả chính xác cao. Và trong vòng 15-20 phút là chúng tôi đã có kết quả. Từ đó thì chúng tôi đưa ra được cái phác đồ điều trị nhanh chóng, làm cho giảm áp lực cho bác sĩ và cũng tăng cái hiệu quả điều trị cho các ca bệnh rất là cao. VCheck V200 được kỳ vọng sẽ mang đến đột phá mới trong lĩnh vực y tế thú y tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú cưng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bác sĩ thú y Việt Nam.